Còn Bình Minh xin chào cô chú các bạn nha. Là đến đến kênh. Sáng em có thăm lưới thôi nha. Giờ em thăm có không mà nhà thăm lưới cùng em. Bà chạm bà có chú của hai con đi thăm lưới bắt cá luôn. Ở đây rồi hồi bắt cá luôn. Em xin chào cả nhà nha. Rồi cá đâu kia. Là đám gì anh? Đừng biết rồi ngắn. Tìm dấu bắt luôn anh. Này có đám này nha, hát nhạc hay ồn nha. Để nó kêu kìa. Để cái lưới vô. Để nước để nó sống. Rộng cái gì? Rộng nước. Ồ, cá lau kiến cái gì á? Cua. Cua hả? Cua anh. Cái gì đó. Cái gì hả? Rồi cá này Vinh. Con nhận nó biết hả? Hay nha. Ê ê ê. Rồi. Thấy hả? Thấy còn không không? Nè Thanh. Cá này Vinh cái nhà. Cá Phi. Phi. Con với chủ nhà con biết. Đi em giấu luôn anh. Em đợi anh nha. Còn còn tới lúc mấy anh? Cho con
Thì con tới tại nước trà nữa hả? Phải không? Không có gì hết. Con gỡ hay gì? Con gỡ được không? Để từ từ thôi nha. Hút hơi sâu. Đâu rồi? Đấy nè. Ôi. Có đầu kiến rồi hả Thành ơi. Để trà gỡ cho con. Cái gài đó nha. Con gỡ được mà. Gỡ gỡ đi, cẩn cầm vậy nè. Dính là cá lóc kiến với cua là lứa mình gắt hết nha. Có không anh? Ồ, cá lóc phi vậy? Nó ngờ bái. Chín sâu rồi. Ồ. Ủa vậy ha. Cái này có nữa nè mẹ. Ờ. Thành đâu lên bắt đi Thành. Ồ, có phi bự với mẹ. Em mặc cái chút. Ồ, có phi bự ấy ha. Mà bỏ vào túi đi con. Đây đâu đám ở đâu mà quá trời. Chắc đám cưới đám gì ha. Đâu bên sông mình. Cây mấy cây số nghe là xu gió nè. Ừ, nghe lớn. Cái lưới này nói còn lớn ha. Cầm thôi đi, cho nhầm nhóc nè. Đưa cái túi chai em đi vậy. Đứa gà đó con. Cái gì nè? Cái nằm viện nữa gần đó hả? Nằm viện của chỗ nào nè? Có không? Có rồi. Đó rồi. Nhỏ quá. Nó lọt cái anh. Được. Cá chớp Thành thích lắm mà. Dạ, mẹ. Đưa cho bỏ vô đi. Con cá, mẹ không hành của con đó. Thành thích ăn cá lóc kiến lắm. Dính nào cũng học cho. Gì đó? À, bỏ vô đi con. Để cái mỏ nó bị xinh gì nè. Cái miệng nè vậy con ơi, bỏ vô đi. Đẹp. Chạy 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 chạy. Chạy kêu vô cái dọn ra cho bắt liền. Phải hả?
Rồi. Đấy hả? Còn không? Dưới đâu? Ô. Quá gió luôn. Gió quá gió rồi anh ơi. Gió mà Thành đi mê mê luôn. Mưa tới nữa. Đã rồi. Cá lóc kiến á. Vậy cái mình lột da anh. Ngon lắm. Cái gì? Cá lóc kiến hả? Lạnh lắm hả? Hả? Lạnh lắm không? Hồi lạnh đó, gió nè. Con Tâm với con Đặt con đuổi nó đâu có chạy vô đó, nó khôn lắm. Cái không phải nhảy. Bự lắm. Nước này nhiều sâu quá mà. Có thằng con rồi. Này nước nhiều sâu.
có không? Ồ, cá lóc kiến bự quá Thanh. Gỡ được không? Cá này cá không thích đó Thanh. Cái đằng kia, có con cá gì nữa kìa. Cá không? Dùng mình chừng. Ê, đừng ôm mình. Cái gai, dùng mình cá lá kiếm nữa nè. Sao nó nghỉ ra đó. Cá con kiến nè. Con hai cá thuốc dưới quá. Con mua này đi vậy. Ủa bên đây hình như mình có cục bánh cá tay lớn đây mà không anh? Đại đấy đi con, đau cuốn. Anh mua lưới của mình mấy năm mấy mạng? Bị cá đâm hả? Ê, con gỡ xa xa cái lưới vô cái đâu. Thôi, chạy nhỏ đã. Cái gì vậy? Ồ, cái chè anh. Ôi, ôi, cái chè chi vàng hả? Ồ, ngon quá. Cá lóc kiến đụng xanh mặt luôn hả? Chuyện quá, bắt cá gặp cá lóc kiến đụng cái chai xanh mặt cái chai nữa hả? Con bắt nè. Nó bắt lại nữa, mình bắt lại, bắt con lia đây. Cái gì vậy? Cái tiền vàng hả? Cái trái luôn. Em phải ăn ra. Nè Hạnh, đó. Cá nào đâm viền cái gì đó, cái cây cái nhìn kìa. Nó không gỡ đâu, cho gỡ đó. Cái gì đó đó, ở dưới đó có phê có cá đó. Cái gì nữa mà? Ủi ha. Ủi ngon nè. Hành cái túi đó hành đưa cho anh hành. Túi đâu? Sao mày đỏ này? Ê cha. Cái này nó ngon mà, thịt nó quá xương. Cái chè đen, cái chè chè gì? Cái mà dinh xương. Cái mà dinh, cái mà dinh cá he nữa ha. Xương. Cái cốc nữa. Có dành. Cái cốc nữa mà. Cái cốc mà cũng thương thôi.
cha bỏ chứ mày con bỏ. Đấy kìa. À, đấy nghe. Cái gì? Ngon quá này ha. Ừ. Em giấu con này nữa anh. Ừ, đi cái chân của trận đó không? Ủa dép mày đâu? Em đi qua đó lấy nước uống đi anh ơi. Em đây em đợi anh nha. Thôi liệt liệt cái chân nha. Thấy gì không? Không có gì chứ. Có con gì đâu anh? Ờ vậy là gió đó anh ơi. Mưa quá rồi. Chỗ gì em? Mưa quá à, vậy vô anh ơi. Thành lạnh này. Anh vô vô Thành ơi, vô anh ơi. Thành quá cả nhà. Ừ, cá rô kiến. Nửa thùng bê cá rô kiến luôn. Rửa hết rồi. Cá chốt bẻ mới được, tới bẻ cái nó ngạnh nó đâm khó ra. Cầm. Cạnh nó ngạnh được không? Đâm nó dính vô nó không nhả ra. Còn con. Con chưa thấy rồi nè. Đổ cá ra nha, để coi thành quả. Này bắt cá ngon ngon nha. Ừ. Ừ. Hai cái chè ngon. Ừ. Này cá đó nó lóc đi kìa. Chơi. Chơi. Thành quả là mất nhiều cả nhà ơi. Nhà hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.